Võ sĩ Tướng Hạc bức xúc khi hay tin cao thủ Vịnh Xuân người Canada Fira Forest thách đấu với sư phụ của anh. Chiều ngày 12 tháng 7 tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trận đấu giữa võ sư Fira Forest và đối thủ Đoàn Bảo Châu đã diễn ra với phần thắng nghiêng về võ sư đến từ Canada. Có thể nói đây là một trận đấu quá lệch, không ai có thể đánh giá được trình độ thực sự của cả hai võ sư qua trận đấu này, bởi ông Đoàn Bảo Châu đã phải gặp đối thủ quá sức, còn Forest thì lại chưa phải dùng quá nhiều đến tuyệt kỹ võ học. Sau trận đấu này, theo dự kiến Forest thi đấu với một vài đối thủ tại Việt Nam. Trong đó bất ngờ ông đã so tài với lão võ sĩ Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh vào chiều ngày 13 tháng 7. Nhưng một số diễn biến mới đây cho thấy Forest không chỉ nhận lời thách đấu mà ông còn muốn thi đấu với võ sư Đinh Trọng Thủy, người mà một số tờ báo Việt Nam nói là sư phụ của Tướng Hạc. Chia sẻ độc quyền với tạp chí Khám Phá, Tướng Hạc tỏ ra rất bức xúc. Forest ư, ông ta đã vượt qua được tôi đâu mà đòi dám thách đấu với sư phụ tôi. Mà tôi đính chính lại, tôi chỉ tập duy nhất với thầy Đặng Tuấn Hải ở Tăng Bạch Hổ. Còn võ sư Đinh Trọng Thủy chỉ là anh em quen biết nhau thôi. Như vậy, với tiết lộ của Tướng Hạc có thể khẳng định chưa có chuyện Forest thách đấu với sư phụ của Tướng Hạc mà chỉ muốn giao lưu với chủ nhiệm võ đường Vịnh Xuân Thăng Long, Đinh Trọng Thủy, có thể coi là một người đàn anh của Tướng Hạc. Được biết, ở làng Vịnh Xuân Hà Nội, võ sư Đinh Trọng Thủy là người có tiếng. Ông cũng có thể hình đẹp khá tương xứng với đối thủ người Canada. Nếu trận đấu này diễn ra, hứa hẹn mang lại cho khán giả nhiều màn so tài võ thuật đẹp mắt. Sau khi võ sư Vịnh Xuân phái Nam Anh, Forest giành chiến thắng trước võ sư Đoàn Bảo Châu, Karate Việt Nam ở một trận đấu quái lên. Cư dân mạng Việt Nam rất muốn sự xuất hiện của võ sư Vịnh Xuân Tướng Hạc, người đã từng đánh bại Forest vào năm 2009 tại Hồ Thiền Quang, Hà Nội. Trước đó có thông tin, sau khi đặt chân tới Hà Nội, võ sư Forest cho người tùy tùng đi theo mình tìm thông tin về võ sư Tướng Hạc. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo chưa được tiết lộ. Điều này có vẻ như trái ngược với tiêu chí của Forest. Trước khi sang Việt Nam, võ sư Canada từng cho biết, tôi sang Việt Nam để nhận lời thách đấu. Tôi chỉ thách đấu duy nhất với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, nhưng ông ấy đã ra điều kiện vô lý. Theo làn sóng của dư luận, phóng viên tạp chí Khám Phá đã liên hệ trực tiếp với võ sư Tướng Hạc. Thật bất ngờ vị võ sư này nói chưa nhận được bất cứ thông tin nào từ Forest. Phía Forest chưa liên hệ hay có văn bản chính thức với tôi. Trước đó, sau trận đấu với Forest năm 2009, tôi đã cho ông ấy số điện thoại liên hệ. Tuy nhiên, tới Việt Nam lần này vẫn chưa thấy ông ấy gọi điện. Thật bất ngờ khi đọc được những thông tin trên báo rằng ông ấy đang tìm tôi, võ sư Tướng Hạc nói với chúng tôi. Sau 13 năm tập luyện, võ sư Vịnh Xuân ở Tăng Bạch Hổ, Hà Nội, hiện võ sư Tấn Hạc đã không còn tham gia tại đây. Tuy nhiên, anh vẫn tự luyện tập thường xuyên để giữ gìn sức khỏe. Anh cho biết sẵn sàng gặp gỡ nói chuyện với võ sư Vịnh Xuân Canada nếu đối tác thực sự có thiện chí. Tôi là người Việt Nam, tôi không hiếu chiến, vì vậy nếu võ sư Forest thực sự muốn gặp tôi, ông ấy cần phải liên hệ với tôi. Ông ấy đã có số điện thoại của tôi từ 8 năm trước. Nếu ông ấy thực sự có thiện chí muốn gặp tôi sẵn sàng đón tiếp và nói chuyện cởi mở, võ sư Tướng Hạc cho biết. Võ sư Tướng Hạc cũng khẳng định rằng nếu Fira Forest muốn giao lưu võ thuật hay cao hơn là thách đấu thì cần phải liên hệ với cơ quan chức năng để tổ chức, tránh những rắc rối tương tự như trận đấu giữa Đoàn Bảo Châu và Forest trước đó. Cuối cùng, võ sư Tướng Hạc đính chính thông tin, anh không làm tài xế taxi như một số trang báo từng đưa tin.